chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu Vẽ Tranh này của mình. Hôm nay mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh về một chú mèo đang nằm này và chưa có màu sắc. Bây giờ hãy dùng những cây bút chì màu tô màu cho bức tranh về chú mèo này nhé. Hãy theo dõi video này cùng với mình. Về bộ lông của chú mèo này thì mình sẽ sử dụng màu vàng. Và phần đuôi và phần đầu của chú mèo này thì mình sẽ sử dụng màu hồng rồi nhé. Mấy người ăn của lắm đấy. Nhưng em nghèo gì ạ? Em một đôi giày mà em phải băn khoăn đắn đo suy nghĩ mãi em mới dám mua. Thank you.
bao phim nhá. Làm từ miếng ấy mà. Rau muống luộc, canh gao, ô được đó. Và chú mèo này đã được mình tô màu xong rồi nhá, với màu chủ đạo là màu cam và màu hồng. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy để lại cho mình một lượt like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.